Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nhà Đất Kiên Giang. Hiện tại mình đang có mặt trên đường số 11 thuộc khu đô thị Lân Mỹ Tây Bắc, thành phố Rạch Giá. Và ngay phía trước mặt các bạn chính là một căn nhà với kết cấu một trệt một lầu mới vừa hoàn thiện và đang được chủ đầu tư chào bán. Và đây là vị trí của đường số 11, đoạn nằm ở phía trước căn nhà. Đường số 11 là một con đường rộng rãi với độ rộng mặt đường lên đến 7 mét. Đường này thì xe ô tô có thể ra vào rất là thoải mái. Và căn nhà có hướng chính là hướng Tây Nam. Về diện tích thì nhà có chiều ngang là 5 mét và chiều dài là 20 mét. Tức là chúng ta sẽ có 100 mét vuông đất ở đô thị để mình sinh hoạt. Phía trước căn nhà thì chúng ta sẽ có một phần vỉa hè với độ rộng là 5 mét. Độ rộng này thì các bạn có thể đậu được xe ô tô. Đây là phần cửa chính của căn nhà đó các bạn. Cửa chính thì chủ đầu tư cho thiết kế thêm một cái lớp cửa sắt bảo vệ phía bên ngoài, tăng cái độ an toàn cho căn nhà. Và như các bạn đã thấy trong video clip thì phần mặt trước căn nhà thiết kế theo cái phong cách tân cổ điển rất là hiện đại và rất là đẹp mắt. Ở bên trong lớp cửa sắt thì chúng ta sẽ có một cửa chính với thiết kế là cửa nhôm kết hợp với kính cường lực. Và bây giờ mình đang có mặt ở bên trong căn nhà. Khu vực này thì chủ nhà thiết kế nó giống như là một cái khoảng sân để các bạn có thể đậu xe ô tô. Các bạn có thể sử dụng để làm phòng khách cũng được luôn. Và phần tường thì cũng được đắp những cái hình nổi, hoa văn chữ nhật, hình vuông theo cái phong cách tân cổ điển. Và độ rộng của khu vực này là khoảng 5 mét rưỡi. Phía trên sẽ là hệ thống trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng để lát trang trí rất là đẹp mắt. Và để ngăn cách khu vực phần sân nhà với khu vực phòng khách, chủ đầu tư cho thiết kế một cái lăng gỗ. Ở phía trên là các ô tủ gỗ, phía dưới là phần tường bê tông cốt thép, vừa giúp các bạn có được một cái nơi để mình bài trí các vật phẩm, và đồng thời nó đóng vai trò như là một chiếc bình phong để ngăn cách khu vực phần sân với khu vực phòng khách. Và đây chính là khu vực phòng khách của căn nhà đó các bạn. Ở bên trái phòng khách sẽ là cầu thang dẫn lên phía trên tầng 1. Nhà có kết cấu là một trệt một lầu. Ở phía dưới chân cầu thang, chủ đầu tư cho bố trí sẵn một kệ tivi cùng với một cái hệ tủ gỗ để cho các bạn có thể sử dụng. Và giữa phòng khách với phòng bếp, chúng ta sẽ có một cái quầy bar mini. Nó vừa đóng vai trò ngăn cách, vừa đóng vai trò như là một cái chiếc bàn ăn, giúp cho các bạn có thể tiết kiệm được cái không gian. Đây là khu vực ở phía trên trần của phòng khách. Khu vực này cũng được lắp thạch cao và lắp hệ thống đèn led chiếu sáng. Phần tường ở phía bên phải của phòng khách cũng được đắp các họa tiết nổi ô vuông chữ nhật. Do căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, cho nên chúng ta sẽ có một cái nhìn bao quát từ ở phía trước ra tới phía sau nhà. Nằm ở bên cạnh phòng khách, chúng ta sẽ có một căn phòng bếp. Ở đây thì chủ đầu tư cũng đã bố trí sẵn hệ thống kệ bếp, tủ bếp, chậu rửa để cho các bạn có thể sử dụng ngay khi mình dọn nhà về. Mặt của bếp là đá hoa cương và phần tiếp giáp thì cũng được ốp một cái lớp đá. Các bạn rất là đẹp và rất là sạch sẽ. Ở phía quầy bar thì chúng ta sẽ có thêm các ô tủ để cho các bạn có thể tận dụng. Đây là khu vực ở phía trên trần của phòng bếp. Khu vực này thì được thiết kế khác biệt với một cái vòng tròn ở giữa, xung quanh là hệ thống đèn led chiếu sáng, ở giữa là một cái hệ thống đèn treo rất là đẹp mắt. Và phần tường của tầng trệt đều được đắp các hình nổi dạng ô vuông chữ nhật. Nằm ở phía sau hệ thống kệ bếp tủ bếp sẽ là một căn phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh với thiết kế cửa nhôm kính mờ. Đây là không gian bên trong các bạn. Bên trong thì chúng ta sẽ có cái sự ngăn cách riêng biệt giữa khu vực tắm và khu vực vệ sinh. Đây là một cái kiểu thiết kế hiện đại đang được áp dụng phổ biến. Và phần tường thì cũng được ốp gạch phun tường với một cái màu gạch rất là sang trọng. Ở đây chúng ta sẽ có luôn hệ thống gương soi và lavabo cũng được chủ đầu tư lắp đặt sẵn. Và nằm ở phía cuối tầng trệt, chúng ta sẽ có một căn phòng ngủ đầu tiên. Căn phòng với thiết kế cửa nhôm kính mờ. Đây là không gian ở bên trong.
Ở bên trong chúng ta sẽ có một cửa sổ để các bạn có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài và đồng thời có thể quan sát được ra khu vực phía con hẻm kỹ thuật độ rộng 2m nằm ở phía sau. Căn phòng có tổng diện tích là 14m², một cái diện tích khá phổ biến cho các căn nhà phố hiện nay ở Việt Nam. Phía trên được lắp hệ thống trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng, đèn led trang trí. Và sau cùng nằm ở phía cuối tầng trệt sẽ là một cánh cửa hậu, cánh cửa với chất liệu là cửa sắt kết hợp với một cái phần kính mờ. Cánh cửa hậu này thì tất nhiên nó sẽ dẫn các bạn đi ra một cái con hẻm kỹ thuật rộng 2m nằm ở phía sau nhà đó các bạn. Từ vị trí của hẻm kỹ thuật thì các bạn có thể quan sát được khu vực phần mặt sau căn nhà luôn nè, từ tầng trệt cho đến tầng 1. Tiếp theo xin mời các bạn lên tham quan khu vực tầng 1 của căn nhà. Mình đang di chuyển từ ở phía cuối tầng trệt ra đến khu vực cầu thang dẫn lên phía trên tầng 1 để cho các bạn hình dung lại cái kết cấu căn nhà thêm một lần nữa nè. Đây là cầu thang dẫn lên phía trên tầng 1. Cầu thang với tay vịn bằng gỗ, phần khung bảo vệ là các tấm kính cường lực rất là đẹp mắt và cũng rất là sang trọng. Các bạn lên xuống thì cũng được lát đá hoa cương rất là sạch sẽ. Phần tường thì cũng được đắp các khối hình. Và ngay ở vị trí cầu thang thì chúng ta cũng sẽ có một cái giếng trời giúp các bạn có thể tận dụng tối đa nguồn ánh sáng từ phía bên ngoài. Ngay từ khi đặt chân lên tầng 1, chúng ta sẽ bắt gặp một khoảng không gian trống nằm ở vị trí cầu thang. Với kiểu thiết kế này sẽ cho chúng ta cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu mỗi khi mình bước chân lên tầng 1. Và tất nhiên, phần tường của khu vực tầng 1 cũng được bố trí đắp các hình nổi dạng hoa văn, chữ nhật hoặc là hình vuông. Khu vực phía trên trần thì cũng được lắp thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng, đèn led trang trí. Và nằm ở phía cuối tầng 1, chúng ta sẽ có một căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng với thiết kế cửa nhôm, kính mờ. Và đây là không gian bên trong nè các bạn. Không gian bên trong thì tất nhiên nó sẽ rộng rãi hơn so với căn phòng ngủ đầu tiên nằm ở tầng trệt. Bên trong chúng ta cũng sẽ có một cái cửa sổ rất là lớn để cho các bạn có thể tận dụng tối đa nguồn ánh sáng cũng như là nguồn gió từ phía bên ngoài. Phía trên trần của căn phòng cũng được lắp trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng, đèn led trang trí. Và căn phòng được thiết kế với diện tích lên đến 21m, rộng rãi thoải mái và bố trí sẵn một phòng vệ sinh ở bên trong để cho các bạn tiện sử dụng. Phòng vệ sinh với thiết kế cửa nhôm kính mờ. Và chúng ta sẽ có gương soi, labo, rồi có bồn cầu, có vòi sen. Phần tường thì cũng được lắp gạch phun tường. Và ở phía cuối tầng 1, chúng ta cũng sẽ có một cánh cửa. Cánh cửa này sẽ dẫn các bạn đi ra ngoài khu vực sân sau. Đây nè các bạn, đây chính là phần sân sau của căn nhà nè. Phần sân sau này được thiết kế với cái độ rộng khoảng 3m. Nói chung là rộng rãi, thoải mái. Ở đây thì chủ đầu tư cũng đã rào chắn kiên cố rồi, với hệ thống hàng rào sắt nè, rồi kết hợp với phần mái che rất là mát mẻ. Khu vực này thì chủ đầu tư thiết kế giống như là một cái khu vực giặt giũ. Ở đây họ đã bố trí sẵn các ống thoát nước nè, để các bạn có thể bố trí máy giặt ở đây, một cái vòi nước để cho các bạn có thể tiện sử dụng nè, và một số cái hạng mục khác các bạn có thể biến ra đây thành một cái nơi giặt giũ phơi đồ rất là tuyệt vời luôn. Tiếp theo xin mời các bạn đi tham quan các khu vực còn lại nằm ở phía trước tầng 1. Mình đang di chuyển từ ở phía sau tầng 1 ra phía trước tầng 1 đó bạn. Và nằm ở phía bên phải cầu thang, chúng ta sẽ có một căn phòng vệ sinh. Đây là căn phòng vệ sinh thứ ba của căn nhà, với thiết kế cửa nhôm kính mờ. Ở bên trong thì ốp gạch phun tường. Nó chỉ có sự khác biệt là không có cái vách ngăn thôi, vách ngăn giữa khu vực tắm của vệ sinh. Thực ra thì vách ngăn này các bạn có thể lắp thêm, không có vấn đề gì hết. Đây mình sẽ có labo và gương soi. Và nằm ở bên cạnh căn phòng vệ sinh sẽ là căn phòng ngủ thứ ba. Căn phòng này thì có diện tích bằng với diện tích của căn phòng ngủ nằm ở tầng trệt, tức là chúng ta sẽ có 14m² để sinh hoạt, nghỉ ngơi.
Phía trên trần thì cũng được lắp thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Và sau cùng, chúng ta sẽ có một căn phòng thờ được bố trí ở phía trước tầng 1. Đây các bạn, căn phòng thờ được thiết kế với độ rộng khoảng 2 mét, vừa đủ để các bạn sử dụng, không thừa cũng không thiếu. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần tường cũng được đắp các họa tiết nổi và một cái hệ cửa, cửa nhôm, kính cường lực để các bạn có thể tận dụng tối đa nguồn ánh sáng từ phía bên ngoài. Và tất nhiên, cánh cửa này cũng sẽ dẫn các bạn đi ra khu vực phía ngoài ban công. Ở phía trên tầng 1 sẽ là một ban công với độ rộng khoảng 1 mét và được bảo vệ bằng hệ thống lan can sắt mỹ nghệ kết hợp với các trụ bê tông cốt thép. Từ đây thì các bạn có thể dễ dàng quan sát xuống được vị trí của đường số 11, đoạn nằm ở phía trước căn nhà. Và xa xa kia là một cái công viên rất là xanh, rất là mướt. Và căn nhà có hướng chính là hướng Tây Nam. Rồi, như vậy là mình đã vừa dẫn các bạn đi tham quan một vòng căn nhà với kết cấu một trệt một lầu, được thiết kế theo phong cách hiện đại, mang cái hơi hướng của tân cổ điển. Căn nhà được xây dựng trên nền đất với diện tích ngang 5m và dài 20m, tức là chúng ta sẽ có 100m² để sử dụng. Căn nhà tọa lạc trên mặt tiền đường số 11 thuộc khu đô thị Liên Miễn Tây Bắc, thành phố Rạch Giá. Hướng chính của căn nhà là hướng Tây Nam và căn nhà này đang được chủ đầu tư chào bán với mức giá là 3 tỷ 100 triệu đồng, có thương lượng và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những bạn nào có nhu cầu vay vốn. Số điện thoại liên hệ mình có ghi bên trong video clip, các bạn nào quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.